Xin chào tất cả các bạn. À, trong cái video ngày hôm nay thì Ken muốn chia sẻ cho tất cả các bạn à, hiện tại đang là du học sinh, đặc biệt là du học sinh và tất cả những ai mà đang ở nhà, thậm chí là đang ở nhà bởi vì sự ảnh hưởng của cái Covid 19 thì 19 thì mình không có đi làm được và mình cũng không có đi học tới trường được. À, nhiều khóa học hiện tại đã phải chuyển qua online và bây giờ đã rất là nhiều bạn đang đang đã và đang là bị ảnh hưởng bởi uh, về vấn đề tài chính rất là nhiều. Bởi vì uh, thường thường đó nhiều du học sinh bên này thì bắt đầu mình đi làm. Sau khi đi học thì mình đi làm để mình hỗ trợ về tài chính cho cho ba mẹ. Nhưng mà bây giờ hiện tại uh, vì kinh tế quá là đi xuống và hầu hết tất cả các nhà hàng, các tiệm nail và các business khác đều đóng cửa, bởi vậy các bạn du học sinh hiện tại đang phải ở nhà vẫn phải chi trả tiền hàng tháng nhưng mà không có thu nhập được bởi vì lý do đó, đó mà ngày hôm nay mình muốn dàn một cái video này để chia sẻ về những công việc online mà mình uh, đã từng tìm hiểu và đã từng làm và thậm chí đang là làm cái điều đầu tiên mà mình muốn nói đó đó là cái vấn đề làm việc online bây giờ nếu các anh chị lên trên mạng tìm hiểu thì nó có rất rất là nhiều cái cách để làm việc online làm việc từ nhà thì uh, mình không có chia sẻ những cái đó về những cái vấn đề đó thì các bạn cũng có thể lên trên uh, Google bởi vì bị bởi vì, bởi, vì, bởi vì bây giờ Google nó rất là phổ biến thì các bạn có thể lên trên đó các bạn tìm được cả uh, rất là nhiều cách nhưng mà ở đây thì Ken chỉ muốn uh, chia sẻ những cái mà thực tế mà Ken đã tìm hiểu Ken đã trải qua và cũng có nhiều bạn đang đi theo cái con đường này để hỗ trợ tài chính một phần nào với lại những cái công việc mà mình phải đi làm ở ngoài mà mình có thể làm thêm khi mà mình đang đi học, những cái thời gian mà mình rảnh khi mình ở trường hoặc là giữa tiết hay là những cái thời thời giờ mà mình rảnh đó mà mình không có đi làm được ở chỗ khác. Thì hôm nay đó là lý do là hôm nay mà em muốn chia sẻ luôn cho tất cả các bạn cùng tìm hiểu. Và mình cũng không có hướng dẫn các bạn đi theo bất kỳ một cái công việc nào hết mà mình chỉ dùng cái video này để mình chia sẻ những gì mà mình thấy mình có thể kiếm tiền được từ việc làm việc tại nhà làm việc trong cái lúc rảnh rỗi ở bất kỳ ở đâu thì mình cũng có thể làm được hết thì mình muốn nói đó là nếu mà các bạn muốn tìm hiểu về công việc online đó thì phải có ba cái yếu tố chính sau đây một là các bạn phải có kỹ năng nếu mà các bạn chưa có kỹ năng đó thì các bạn phải đi tìm hiểu. Và nếu mà các bạn vừa không có kỹ năng và các bạn không muốn tìm hiểu đó, thì các bạn cần có tiền. Nếu các bạn không có tiền, không có kỹ năng và cũng không muốn tìm hỏi thêm, thì các bạn không nên xem cái video này. Cái video này đó là tất cả những cái công việc mà Ken đã từng làm, hầu như là đã từng làm và làm đã, đã, đã đụng tới, thì Ken chia sẻ thực tế luôn trong ngày hôm nay cái công việc thứ nhất bây giờ mình bắt đầu đi vào những cái công việc mà Ken đã từng làm cái công việc thứ nhất đó đó là công việc à, thiết kế website nghe cái việc thiết kế website thì có vẻ nó rất là khó nhưng mà thực ra Ken cũng không phải là người từ thiết kế website nhưng mà hiện tại thì Ken có quản lý và đã thiết kế trên dưới 100 tiệm 100 các website cho tất cả các tiệm ở ở Canada này đặc biệt là về nêu với lại uh, nhà hàng còn việc tốt nghiệp đó Ken thì bản thân của Ken khi mà Ken uh, tìm hiểu về thiết kế website thì Ken không phải là người tốt nghiệp từ cái ngành IT mà Ken tốt nghiệp từ cái ngành Hospitality Management ngành quản lý nhà hàng khách sạn nhưng mà trong thời gian Ken đi làm đó thì buổi tối thì mình rảnh thì bắt đầu mình bắt đầu mình đi tìm tòi mình tìm hiểu thiết kế website tìm hiểu tất cả những gì mà Ken học đó thì nó chỉ có hai thầy thôi một đó là thầy Google và thầy thứ hai đó nó là thầy YouTube thì chỉ có hai nơi thôi và cái điều đặc biệt đó là thiết kế website đó bây giờ nó không còn giống như hồi xưa nữa hồi xưa thiết kế website thì phải tìm hiểu về html rồi html rồi tìm hiểu về uh, viết code rồi tìm hiểu uh, rất là nhiều uh, các chức năng khác nhau và bây giờ đó nó không có còn khó như vậy nữa nhiều khi bây giờ uh, các bạn có thể lên trên google lên trên uh, youtube thì các bạn tìm hiểu có những trường hợp thiết kế cách thiết kế website trong một tiếng, cách thiết kế website trong 2 tiếng thì nó rất là đơn giản bởi vì nó đã có một cái khung nhất định rồi. Các bạn chỉ có tìm hiểu là cách làm sao để điền vào và cách làm sao để uh, mua domain rồi cách làm sao để tiếp cận khách hàng. Bởi vì khi mà mình thiết kế website rồi đó, mình có thể có rất là nhiều khách hàng, những người người ta làm những cái công việc về uh, handy về chân tay này về nhà hàng hay là nêu hay là kia mọi thứ đó thì người ta không có biết về công nghệ mà bản thân mình là một người biết chút xíu về máy tính thì học cái này thực ra nó không mất nhiều thời gian đó và mỗi lần mình làm một cái website như vậy thì nó cũng có, nó cũng có một số tiền nhất định để mình chi trả hàng ngày đó là Ken bắt đầu uh, thiết kế website khi mà Ken đang là đi học và Ken đang là uh, Ken là đang là đi học nhưng mà Ken muốn tìm hiểu thêm. Ken muốn tìm hiểu thêm và Ken muốn là coi như là có một thêm một cái thu nhập nhất định. Và đến hiện tại thì các bạn cũng nhìn thấy là trong cái profile của Ken về thiết kế website thì hiện tại là các tiệm nail thì rất là nhiều, rất rất là nhiều và rất rất là nhiều các business khác hiện tại người ta cũng cần website. Và thiết kế uh, các trang Facebook này, thiết kế về Instagram này cái đó thì hầu như tất cả các bạn đã từng biết rồi nhưng mà chưa tìm hiểu chuyên sâu thêm một chút xíu nữa thôi nếu các bạn tìm hiểu chuyên sâu thêm một chút xíu nữa thì các bạn có thể coi đó giống như là một cái nghề tay trái của mình để mình giúp các business khác cải thiện cái vấn đề đó đó là công việc một trong những công việc mà hiện tại à, mình cũng đang là làm cái việc thứ hai đó là cái việc graphic design thiết kế đồ họa thiết kế đồ họa thì thực ra thiết kế đồ họa thì thực ra cũng không có khó đây là cũng là bây giờ là Ken muốn nói là Ken chia sẻ từ cái vấn đề mà mình làm những công việc tìm tìm hiểu trước tìm tòi trước thiết kế đồ họa cái công việc thứ hai đó là Ken muốn chia sẻ đó là công việc thiết kế đồ họa đó là graphic design về cái graphic design này thiết kế đồ họa này đó thì có thể là dễ dàng hơn website một chút xíu bởi vì nó không có cần quá là nhiều là chức năng giống như, như là như như là website nếu như là website nhưng mà các bạn cũng có thể dùng cái này để giúp cho cái việc công việc của các bạn trong tương lai và có thể là dùng cái này để kiếm tiền để thiết kế đồ họa thì khi mà mình làm cái thiết kế đồ họa thì các bạn chỉ cần học một cái phần mềm thiết kế thôi ví dụ như ken bây giờ ken đang dùng đó là thường thường là corel hoặc là um, adobe adobe đó thì ken chỉ học hai cái đó và ken học cũng không có phải là chuyên sâu vô chỉ đủ để thiết kế thôi rồi khi mà mình thực hành đó thì mình tiếp tục mình học thêm khi mà các bạn học được cái đó xong rồi thì các bạn có thể đi các bạn kiếm những cái việc các bạn kiếm những cái việc ở trên mạng này hoặc là ở trong cái cộng đồng của mình. Ví dụ như mình có thể thiết kế business card, mình có thể thiết kế poster, mình có thể thiết kế các flyer, các menu của nhà hàng. Ví dụ như các bạn mà làm tiệm nail đó thì các bạn biết đó thì rất là nhiều tiệm nail người ta cần những cái gì. Thứ nhất người ta cần về business card, thứ hai người ta cần về bảng giá, thứ hai thứ ba người ta cần về cái brochure là cái uh, cũng là cái bảng giá luôn cũng là cái bảng giá luôn nhưng mà cái bảng giá kia cũng có thể là cái bảng giá để treo tường cái tiếp theo nữa là flyer là để cho người ta rải đó đó thì người ta cần về cái đó và mình muốn chỉ cho các bạn một cái tip nữa đó là khi mà mình thiết kế rồi mình có thể làm in ấn luôn để mình giao luôn có nghĩa là mình nhận là thiết kế và in ấn luôn cái việc in ấn này thì thực sự là nó không có khó bởi vì vậy bởi vì hiện nay đó có rất là nhiều công ty in ấn trên mạng, in ấn online đó mà các bạn có thể là reseller, có nghĩa là người bán lại, có nghĩa là người bán lại thì các bạn có thể học thiết kế xong và các bạn làm reseller của cái công ty online đó. Khi mà các bạn làm reseller của cái công ty online đó thì các bạn chỉ cần trả một cái phí hàng năm cho cái công ty online đó thôi. À, bây giờ Ken có một cái công ty. Đó, nếu mà các bạn uh, có ý nghĩ đó về và có ý định về muốn làm về cái này đó thì Ken sẽ cho thông tin các bạn về công ty luôn thì các bạn có thể inbox cho Ken về cái đó và mình chỉ chạy trả một cái phí đó là cái membership thôi và sau đó cái lệ phí đó nó, nó rất là rẻ, khi mà mình in online qua cái công ty đó nó có thể giảm đến 40 30 40 hoặc là 50 phần trăm có khi là 60 phần trăm luôn bởi vì vậy khi mà mình khi mà mình thiết kế, mình in với người ta và mình giao luôn đó đến cho cái tiệm đó thì thực ra là mình ấy, vừa nhận được cái tiền thiết kế mà mình vừa có lời được trong cái tiền in nữa đó là một trong những cái công việc online mà mình không phải gặp khách hàng mình có thể quảng cáo về cái hình thức quảng cáo đó thì các anh các bạn cũng biết là hiện tại mình có thể quảng cáo một cái trì này trên Facebook marketplace này trên Facebook của các bạn này trên các trang mạng cộng đồng này trên các trang uh, trang tr trên các group mà các group của của địa phương này thì mình có thể post lên trên đó khi mà mình đã làm về một cái vấn đề thì mình có thể post lên trên đó để mình tìm khách hàng nó không có khó rồi tiếp theo nữa công việc thứ ba mà mình muốn nói cho các bạn là hầu hết và các rất rất là nhiều các bạn đang làm trong thời gian hiện nay đó là trở thành một cái youtuber trở thành một cái youtuber trở thành một youtuber thì nó cũng không có khó thì các bạn chỉ cần hiện tại ai cũng có cái uh, um, cái điện thoại rồi đúng không? ai cũng có một cái điện thoại cũng có thể quay phim ở trên đó hoặc là có thể dùng hiện đại hơn một chút xíu nếu mà các bạn có một chút xíu tiền thì các bạn có thể đầu tư một cái camera hoặc là một cái GoPro GoPro nó rất là nhỏ đó rất là tiện lợi cho các bạn có thể đi quay phim hoặc là tự quay ở nhà về những cái gì mà mà mình à, có thể mình nghĩ mình có thể làm được trên YouTube Ví dụ như một trong một số những cái YouTube cơ bản thứ nhất về các nội dung nó có rất là nhiều nội dung đa dạng khác nhau thứ nhất là mình cũng có thể là làm về nội dung đó là how to có nghĩa là nếu mà mình có một cái kỹ năng hoặc là mình tìm hiểu một cái gì đó thì mình có thể mình có thể là truyền đạt cái ý tưởng đó lên trên YouTube và mình post lên trên đó sau một thời gian nếu mà các bạn có một cái lượng tương tác nhất định thì các bạn có thể kiếm tiền được ở trên YouTube. Ngoài ra đó thì YouTube nó có một số um, các bạn khi mà các bạn để ý đấy, nó có rất là nhiều nội dung khác nhau, đa dạng khác nhau. Các bạn cũng có thể làm những cái nội dung về hài hước, các bạn cũng có thể làm những cái nội dung về tin tức, nó rất là nhiều, rất rất là nhiều. Hoặc là nếu mà các bạn có kỹ năng hơn một chút xíu đó Thì các bạn có thể cắt kép video từ những cái video ở trên mạng khác Mà các bạn có thể làm một cái video tổng hợp Hoặc là bất kỳ một cái đề tài nào đó Nó rất là đa dạng mà các bạn không có cần Các bạn không có cần à, nhiều chi phí Ví dụ như camera, ví dụ như hiện tại mình đang sử dụng nó chỉ, nó chỉ là một cái camera rất là bình thường thôi Đó, có hơn 100 đô, 100 đô thôi 179 đô chứ không phải là 100 đô giảm giá nhé thì à, mình chỉ mua ở trên đó là mình mình cài lên cái, cái 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 máy của mình để mình thu thôi chứ nó không có cái gì là khó hết. rồi cái việc thứ tư đó là bây giờ nếu các bạn không có giỏi muốn tìm hiểu không có giỏi về tìm hiểu về các kỹ năng về 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 công nghệ đó để làm để làm website, làm uh, graphic design hay là YouTube. Và nếu các bạn có kỹ năng một chút xíu về một cái việc gì đó nhất định, về một cái việc gì đó nhất định thì có một cái website mà Ken muốn giới thiệu cho cho tất cả các bạn để các bạn có thể lên đó trở thành một cái người gọi là become a seller. Uh, đó là 5r. 5r.com thì uh, các bạn vô trong cái 5r đây. Đây là cái 5r Ồ, ờ, thì như các bạn nhìn thấy đó Ở đây thì Ken trước giờ Ken đã liên lạc với rất là nhiều người Đó, và các bạn có một cái kỹ năng nào đó Thì các bạn cũng có thể lên đây Các bạn trở thành cái người bán Và có rất là nhiều người mua, người cung Mình là người cung thì cũng có rất là nhiều người cầu Thế các bạn thấy hay không? Có hàng 50 triệu Có nghĩa là việc mua và bán nó lên đến 50 triệu Đây là một cái một cái website rất là phổ biến cho rất là nhiều người mà muốn kiếm tiền thêm. ví dụ như các bạn, mình là người biết hai tư tiếng tiếng Việt và tiếng Anh thì mình cũng có thể trở thành một người gọi là uh, translator ở trên này đó hoặc là một bất kỳ một kỹ năng nhất định nào đó thì các bạn ở trên này, các bạn uh, đăng ký vào cái cái trang này. và sau đó đó khi mà mình đăng ký vào cái trang này, mình sẽ đưa ra một cái giá của cái dịch vụ của mình làm. Đó, ví dụ như bây giờ các bạn nói là các bạn sẽ dịch một cái trang một cái trang một cái trang A4 giấy từ tiếng Anh sang tiếng Việt với giá là bao nhiêu hoặc từ tiếng Việt sang tiếng Anh với giá là 10 đô chẳng hạn thì khi mà bạn thu được 10 đô đó từ khách hàng từ khách hàng rồi đó thì mình sẽ trả một cái số à, tiền hoa hồng cho cái site này đó đây là một cái cái site rất là uy tín nhưng mà một cái tốt ở một cái trang này nữa đó là khi mà mình làm như vậy đó thì thường thường mình vẫn có tiền tiếp nữa mình vẫn có tiền tiếp nữa đó đôi khi đôi khi nhiều khi có những cái dịch vụ mà ken làm về về website đó về những cái chuyên sâu đó ken vẫn lên trên này ken à, thuê rất là nhiều người ví dụ như um, làm về chuyên sâu về website hay là cái gì đó mà khó quá thì ken lên đây ken tìm mấy cái giá nó nó, nó rất là rẻ nhất là từ 5 đồng đó nó rẻ thường thường những cái cơ bản nó thì chỉ mất 5 đồng thôi nhưng mà cao hơn nữa thì nó lên 100 hoặc là hơn hoặc là cao hơn nữa thì nó đều hết ở trên này nó có rất là nhiều người mua và người bán với cái giá rẻ và mình muốn kiếm thêm tiền thì mình cũng có thể tìm hiểu ở trên này các bạn cũng thấy đó Ken cũng liên lạc với cũng rất là nhiều người ở trên này rất là lâu rồi rồi tiếp theo nữa đó về một công việc tiếp theo người ta gọi là drop shipping công việc dropshipping này là gì? Dropshipping này đó có nghĩa là mình việc uh, mua bán sản phẩm và hàng hóa mà mình không phải bỏ một đồng nào ra hết. có nghĩa là bây giờ ví dụ như, cái nói một cái ví dụ đơn giản bây giờ ví dụ như mình hiện tại mình có một cái platform có nghĩa là một cái nơi bán một cái nơi bán nhất định ví dụ như các bạn có rất là nhiều người theo dõi ở trên YouTube hoặc là trên Instagram. Thì các bạn dùng cái Youtube và cái Instagram đó Các bạn làm cái platform để các bạn bán hàng Các bạn tải một cái mặt hàng nào đó Ví dụ như bây giờ mình nói uh, Mình muốn bán uh, một cái sản phẩm đó là Một cái vỏ điện thoại đi Một cái vỏ điện thoại Và bây giờ mình chỉ chuyên sâu về cái vỏ điện thoại này thôi Mình đẩy giá lên trước Cái cái giá cái này điện thoại này mình đẩy giá lên trước Ví dụ một cái vỏ điện thoại chỉ giá là 10 đô Thì uh, các bạn bỏ lên trên đó là 10 đô trước sau đó nhưng mà khi mà các bạn bỏ 10 đô rồi đó, thì các bạn phải chắc chắn chắn rằng đó các bạn có thể mua được một cái một một cái vỏ điện thoại này với giá là 4 đô, 3 đô hoặc là 5 đô gì đó. Rồi các bạn khi mình nhập về cái giá mà mình phải trả cho tất cả mọi thứ, chi phí là mình không có nhập xin lỗi mình không có nhập, à, cái công việc này là mình không có nhập. Cái giá mà mà các những cái chi phí mà mình phải trả từ cái lúc mua mình trả cái tiền thuế cái tiền shipping nhá đến khi người cái người kia nhận được hàng đó thì nó là bao nhiêu thì nó là bao nhiêu để là bao nhiêu để mình có thể cân đo để cuối cùng mình còn phải dư một số tiền lợi nhất định đó là cái vấn đề drop shipping drop shipping này thì rất rất là nhiều người đang hiện tại đang là dùng về cái công việc online mà không phải làm gì hết có nghĩa là rất là nhiều người người ta có những cái cái trang facebook này có những cái uh, trang mạng xã hội miễn phí khác ví dụ như là kỳ này marketplace này rồi một cái trang web mà mình có thể tạo ra các sản phẩm mình bán trên đó nếu các bạn biết đó là cái trang gọi là shopify cái trang shopify là một cái trang rất là nổi tiếng mà mình có thể mua bán online ở trên này đó small business thì mình cũng có thể chọn cho đây mình thử và mình điền tất cả các thông tin mua bán những cái mặt hàng những cái sản phẩm của mình ở trên này đó khi mà mình khi mà mình đẩy những cái sản phẩm này ở trên này rồi đó thì bắt đầu mình lấy những cái sản phẩm từ những cái nơi khác ví dụ như là Amazon, eBay, Aliexpress thì các bạn mua từ đó và các bạn là uh, ship các bạn chuyển thẳng cho đến cái người bán luôn. Nhưng mà khi mà các bạn phải chắc chắn rằng khi mà các bạn nhận được cái cái số tiền của từ cái người mà mua của bên mình rồi đó. Cái third party cái người cái người cái người kia bên mình rồi đó thì mình mới mua những cái mặt hàng này từ Amazon, từ e eBay hoặc là từ uh, AliExpress rồi các bạn mới uh, đăng ký các bạn tìm hiểu và các bạn chuyển thẳng cho đến cái người nhận, cho đến cái người nhận là cái người mua đó, cái người cái người mua từ mình đó thì mình không có mất một cái đồng phí nào hết mà các bạn phải chắc chắn là các bạn phải nhận tiền trước từ cái người cái người mua kia rồi các bạn mới đi lấy hàng mà các bạn chuyển. Và các bạn không có không phải chuyển về nhà luôn, chuyển thẳng trực tiếp đến nơi của nhà của người mua là các bạn không phải gặp gỡ không có phải làm gì hết. Rất rất là nhiều người hiện tại người ta cũng hướng dẫn sử dụng cái này ở trên YouTube thì mọi người cũng có thể coi thêm về cái này. Rồi, cái công việc thứ sáu đó đó là mua bán sản phẩm cái mua bán sản phẩm này ken muốn nói đó nó là khác với lại cái dropshipping một chút xíu là đó là cái số năm một chút xíu đó là các bạn cần tiền các bạn cần vốn đầu tư đây cũng là một cái mà để cho rất là nhiều các bạn mà đang là có hướng mà muốn kinh doanh sau này về một cái sản phẩm nào đó tìm đến cái nơi nào là cái nơi cung cấp cái nơi nào là cái nơi phân phối đó và cái nơi để 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 cho mình lấy hàng thì uh, đây là một cái trang rất là phổ biến cho tất cả các tất cả các um, công ty lớn toàn cầu uh, những người người ta tới đây người ta mua hàng với một cái số lượng lớn thậm chí là một cái số lượng rất là lớn để người ta mua về người ta dự trữ lại và sau đó người ta sẽ tạo một cái uh, cái uh, cửa hàng hoặc là người ta sẽ tạo một cái trang web một cái website hoặc là một cái uh, một cái địa điểm bán ở trên online để người người ta có thể xuất hàng ra. Bởi vì sao mà mình nói mình cần tiền và cần rất nhiều tiền? Bởi vì nếu các bạn cần tiền, các có tiền, các bạn đầu tư thì các bạn mua được nhiều số lượng nhiều hàng hơn thì số tiền nó sẽ rẻ hơn. Thì cái số thì cái số hàng nó sẽ rẻ hơn và khi mà các bạn bán ra thì các bạn sẽ lời hơn. Đó là thường thường các công ty business nhỏ và vừa cũng đang làm rất là nhiều. Mình cũng không có chắc là những cái công ty lớn nó cũng có có cũng, có cũng có cần cái này rất là nhiều hay không nhưng mà mình biết là nhiều cái công ty lớn ở đây là người ta cũng đang là dùng cái này. Nếu các bạn biết về Alibaba đó. Alibaba.com. Alibaba đó là một cái trang web để cho tất cả các nhà phân phối, các nhà sản xuất người ta tới đó, người ta cung cấp các mặt hàng và cũng là nơi để cho những cái người mà gọi là bán hàng bán hàng lẻ đó tới đó mua hàng đó tới đó mua hàng chứ nó không có bán những cái số lượng mà số lượng mà lẻ um, giống như là amazon hoặc là aliexpress hay là ebay alibaba đó là cái nơi để cho nhà phân phối để cho những nhà sản xuất và những cái nhà mua sỉ người ta tới đây người ta mua những cái mặt hàng lớn thì bây giờ các bạn, à, bây giờ mình cũng vô luôn cho các bạn nhìn thấy đó là alibaba.com Đó, khi mà các bạn vô cái trang alibaba.com này rồi thì các bạn có thể tìm bất kỳ một cái sản phẩm nào mà các bạn đang cảm thấy thú vị để kinh doanh hoặc là có nhu cầu kinh doanh sau này, lấy về. Các bạn thấy ở trong đây hay không, bây giờ mình cũng... Um, chia sẻ cho các bạn chút xíu về cái việc mình dùng Alibaba. Thì cái việc dùng Alibaba thì mình không có mua nhiều cái mặt hàng ở trên này nhưng mà Ken cũng đã từng lấy các mặt hàng ở trên này về để bán. Rất là nhiều. Đây mình cũng mình cũng có tương tác với lại một số nơi. Một số nơi thì trước đây thì Ken làm về Ken làm về bên um, uh, cái uh, iPad case là iPad, iPad stand là dành cho các tiệm dành cho các tiệm business đó thì người ta mua cái 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 iPad stand đó nhưng mà các bạn nó cần phải có một cái tip nhỏ chút xíu là khi mà các bạn lên trên này rồi các bạn deal giống như là mình mua bán ở trên chợ online thôi bởi vậy các bạn cần rất là cẩn thận rất là cẩn thận khi mà mình muốn mua một cái mặt hàng nào đó thì không phải là khi mà mình hỏi ok mình muốn mua ví dụ như là một một ngàn cái một ngàn cái cái vỏ điện thoại thì cái giá nó là bao nhiêu ví dụ như người ta nói 1.000 cái vỏ điện thoại trị giá là 1.000 đô thì các bạn bỏ ra 1.000 đô thì đó là một sai lầm rất là lớn ví dụ như vậy một cái thếp rất là nhỏ mà Ken hay dùng ở trên này Ken cũng có thể là chia sẻ một chút xíu luôn uh, cho các bạn ví dụ như Ken muốn mua 10 cái, vỏ thoại, 10 ngàn, ngàn cái vỏ điện thoại 10.000 1.000 cái vỏ điện thoại 1.000 cái vỏ điện thoại thì Ken sẽ lên trên Alibaba Ken tìm cái nhà phân phối mà có thể là có nhiều kinh nghiệm lâu năm và có uy tín nhất phải thứ nhất có kinh nghiệm thứ hai phải có những năm nhất định và thứ ba phải có uy tín thì mình mới dám mua bởi vì những cái mặt hàng mà không có uy tín mình mua về mình không bán được thì mình sẽ chết cái tiền là chết cái tiền đầu tư rồi tiếp theo nữa đó khi mà mình chọn được cái nhà cung cấp rồi bây giờ ví dụ như ken nói ken mua một cái mặt hàng này đó là 10 ngàn người ta nói đó là mình biết đó là một ngàn một, một ngàn đô cho một ngàn sản phẩm thì thường thường đó, Ken không có nói là bây giờ Ken hỏi đó, thì Ken sẽ không nói ok. 1.000 sản phẩm là bao nhiêu? Khi mà mình muốn mua 1.000 sản phẩm, mình lên mình đừng có nói lên. Mình đừng có nói là mình sẽ mua 1.000 sản phẩm. Bởi vì khi mà mình nói mình mua 1.000 sản phẩm thì nó sẽ đưa ra cho mình một cái giá. 1.000 sản phẩm là 1.000 một, một đô. Thì nó sẽ tương đương với lại một đô một cái. Đó. Khi mà mình muốn mua 1.000 sản phẩm thì mình lên trên đó mình nói. Mình muốn mua 100.000 sản phẩm hoặc là mình mua, muốn mua 50.000 sản phẩm với cái giá đó là bao nhiêu? Và các bạn nên nhớ các bạn đừng bao giờ hỏi nhà phân phối, nhà sản xuất một sản phẩm là bao nhiêu. Đó là một sai lầm rất là lớn trong việc mua hàng. Khi mà mình muốn mua 1.000 sản phẩm mình sẽ hỏi 50.000 sản phẩm là bao nhiêu? Một 100.000 sản phẩm là bao nhiêu? Thì nó sẽ đưa cho mình một cái giá rất là khác. Ví dụ như 100.000 sản phẩm với cái giá chỉ là 50 ngàn thôi. 50 ngàn thôi. Thì ngược lại, các bạn sẽ so sánh ra, các bạn chia ra đó, thì một sản phẩm nó chỉ là 50 cent thôi. Nó chưa tới một đô nữa. Đó. Và sau đó mình email mình tiếp tục. Đó là cái việc trao đổi mà, cái việc trao tiếp. Thì... Mình tiếp tục là bây giờ mình sẽ lấy một cái lý do gì đó bởi vì cái sản phẩm mình chưa sử dụng bao giờ. Và mình cũng không có chắc. Và mình sẽ đưa mình và một cái điều bên cạnh đó mình sẽ chứng minh cho người ta thấy là mình có những cái tiềm năng như thế nào để mình bán được cái sản phẩm này và mình sẽ tiếp tục mình quay lại khi mà mình bán cái sản phẩm thử đó thì mình mới email lại là mình chỉ nói đơn giản Ok Bây giờ mình chỉ muốn lấy 1.000 sản phẩm thôi nhưng mà mình muốn cái giá của 100.000 sản phẩm bởi vì đây mình sẽ lấy 100.000 sản phẩm nhưng mình sẽ lấy để mình bán thử trước đó đó là một cái một trong những cái mấu chốt khi mà các bạn à, buôn bán ở trên cái Alibaba này bởi vì người cung cấp hàng lúc nào người ta cũng bán muốn bán được nhiều mặt hàng có thể và người ta hy vọng một cái điều gì đó một cái hợp đồng trong cái tương lai. Bởi vậy các bạn đừng có mua cái sản phẩm nào đó khi mà các bạn thấy ô oh, rẻ quá mình muốn mua liền thì nó không có và điều tiếp theo nữa khi mà sản phẩm đã được mua rồi từ Alibaba là các nhà cung cấp từ Trung Quốc. Khi mà sản phẩm đã được, được mua rồi thì các bạn phải nhớ rằng đó sản phẩm nó chỉ là một cái giá tiền nhất định thôi. Nó còn phải bao gồm cái số tiền shipping qua bên uh, Canada hoặc là nếu các bạn ở bên Mỹ thì các bạn phải qua bên Mỹ hoặc là ở Việt Nam thì phải là về Việt Nam. Tiếp theo nữa đó là cái tiền nhập hải quan là bao nhiêu thì các bạn phải ớm chừng và các bạn xác định được là cái sản phẩm đó khi nhận tới tay mình thì mình sẽ phải chi ra bao nhiêu tiền cho một sản phẩm và mình ước tính mình sẽ để bán được bao nhiêu cho một cái sản phẩm đó. Thì các bạn nên nhớ cái điều đó. Điều đó rất là quan trọng. Hồi tiếp theo nữa là một cái cuối cùng mà Ken muốn chia sẻ. Đó là nếu các bạn cũng không có tiền và các bạn cũng không có thời gian mà các bạn à Uh, cũng không có thể làm được những cái công việc mà online mà tìm hiểu lâu như vậy đó thì một cái công việc online nữa các bạn có thể làm đó gọi là freelancer nếu mà các bạn có một chút xíu kỹ năng về marketing thì các bạn cũng có thể tìm hiểu một cái một số cái business nhỏ đó không lớn một số cái business nhỏ ở địa phương của mình để mình hỗ trợ cho cái business đó để mình lấy cái commission để mình lấy cái tiền mà gọi là 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 bonus là, tiền 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 commission từ người đó đó. Đây là một trong những việc mà trước đây Ken cũng có từng làm. Thì Ken cũng có chia sẻ luôn là trước đây những cái công việc mà Ken đã từng làm, ví dụ như là cái việc mà gọi là bán vào mùa hè đó nó nó có nó có những cái gọi là air conditioner đó là cái những cái những cái máy lạnh lớn đó, nó không giống như là những cái máy lạnh ở Việt Nam những cái máy lạnh nó nó trị giá cả ngàn hai ngàn đô đó hoặc là những hệ thống máy sửa. hệ thống máy sửa thì Ken có một người bạn Ken làm về cái đó Ken làm về cái đó khi mà mình có một người bạn người ta làm rồi mà người ta không có nhiều quá thì mình thay ngồi ở trên máy tính và những cái người làm về những cái công việc đó là công việc chân tay thì người ta không có nhiều thời gian hoặc là có thể là có những người người ta không có nhiều kỹ năng về cái việc marketing cho các business nhỏ như vậy. Bởi vì vậy đó, người ta cần một người trợ giúp, người ta cần một người trợ giúp. Đó là biết về marketing, biết về công nghệ một chút xíu để có thể quảng cáo cho cái business của người ta. Đó là người ta cần tới mình. Thì mình có thể đi đi tới người ta để mình tìm hiểu, để mình có thể là mình offer mình tìm hiểu thêm về công việc chút xíu và mình có thể là mình nói ok mình muốn làm marketing cho cái business này hoặc là mình có thể gọi điện cho bạn trong cái thời gian này đó mỗi một cái sản phẩm như vậy thì bạn mình sẽ trả cho mình bao nhiêu ví dụ như là Ken đó hồi xưa Ken làm đó mỗi lần mà Ken làm marketing như vậy thì bạn của Ken sẽ trả cho một sản phẩm là một trăm rưỡi hoặc là hai trăm cho một cái mặt hàng cho một cái sản phẩm mỗi lần mà có khách như vậy đó thì Ken làm gì? Khi mà trong cái thời gian rảnh đó, Ken học hoặc là những cái thời gian rảnh rỗi hơn đó, thì uh, mình lên trên mạng mình ngồi, bắt đầu mình tạo những cái quảng cáo ở trên Facebook này, ở trên trì uh, ở trên những cái website free và mình post vô trong đó. Đó khi mà mình có cái người khách hàng có nhu cầu để làm cái đó rồi đó, thì người ta gọi cho mình. Nếu mà mình học được thêm một chút xíu về những cái uh, cơ bản ở trong cái công ty của những người bạn mình hoặc là những cái business nhỏ đó thì mình có thể tư vấn cho người ta và khi người ta đồng ý rồi đó, ok, mình chuyển số điện thoại cho bạn của mình hoặc là cái business đó để người ta liên lạc với họ. đó hoặc là nếu mà mình cảm thấy mình không có đủ khả năng để mình tư vấn đó thì mình đưa số điện thoại trực tiếp cho người cái, cái tiệm business đó và mình nói ok đây là khách của mình bởi vì khi mà khi mà khách khi mà đã nhận khách rồi đó thì cái business đó sẽ chi cho mình một số tiền nhất định ken nhớ thời gian đó là ken làm là ken cũng có một số lượng rất là nhiều trong thời gian mà mùa hè đó bởi vì mùa hè thì nhu cầu rất là nhiều bởi vì vậy khi mà mình post đó, thì có rất là nhiều cuộc gọi tới hoặc là email tới đó hỏi về cái đó thì mình không có cần làm gì hết thậm chí mình cũng có, có thể chỉ có ngồi ở nhà thôi mình bắt điện thoại và mình gọi điện thoại cho bạn thôi hoặc là bây giờ cũng giống như ông giống như Ken này Ken đang là làm việc về du học đó thì Ken thường thường Ken làm việc với lại các trường agent của các trường đó hợp tác với lại Canada Way và agent Canada Canada Way cũng là agent của các trường thì mình giúp đăng ký các hồ sơ cho 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 các bạn cho các bạn thì đôi khi đó ở một số thành phố đó thì Ken cũng uh, tìm một số freelancer đó để cho các bạn đó tìm kiếm những người mà có nhu cầu chuyển trường. Đó các bạn chỉ giới thiệu thôi, thì mình sẽ chi cho các bạn đó một cái số tiền gọi là refer, uh, refer a friend hay là cái gì đó hoặc là um, cái việc mà cái việc thứ hai nữa là Ken đang làm đó là uh, phần mềm về nail và nhà hàng đó thì. Ken thì nó ở khắp Canada thì Ken đôi khi Ken mình không thể nào mà mình quảng cáo hết mọi nơi được bởi vì vậy mình cũng cần những cái người mà người ta sẵn sàng làm những công việc đó để người ta kiếm chút tiền huê hồng đó thì những cái người đó sẽ tìm đến Ken hoặc là Ken sẽ tìm đến cho những người đó thì đó là một trong những công việc mà mình có thể làm trong cái thời gian mà tình hình covid-19 đang là hoành hành và các bạn nên tìm hiểu đây là những kỹ năng, một trong những kỹ năng đây là những cái thực tế mà Ken đã làm cái những tìm hiểu. Ken sẵn sàng Ken giúp đỡ tất cả những ai hoặc là trả lời tất cả những cái câu hỏi mà những ai có ý định tìm hiểu về một trong những cái công việc online mà Ken vừa nêu ra bởi vì hầu hết tất cả những công việc mà Ken nêu ra thì Ken đã từng trải qua và Ken cũng không có nhiều kinh nghiệm nhưng mà cũng có một số kinh nghiệm cơ bản để giúp cho tất cả các bạn về cái này. Uh, xin chào tất cả các bạn